Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa qua tuần tra kiểm soát địa bàn vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào chiều ngày 15 tháng 6, tại khu vực trước nhà nghỉ Thanh Phong, đường Lư Giang, thuộc thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện và bắt quả tang hai thanh niên gồm Châu Nhật Phát, 25 tuổi và Nguyễn Cao Thiên, 32 tuổi, đều cư trú tại huyện Vạn Ninh, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ của Phát hai bịch ni lông đựng tinh thể màu trắng và thu giữ của Thiên 6 bịch ni lông đựng tinh thể màu trắng và 10 viên nén màu vàng không rõ hình dạng. Qua điều tra ban đầu, cả Phát và Thiên đều khai nhận các viên nén và tinh thể màu trắng bị thu giữ là ma túy, thuốc lắc và khay của mình mang đi để bán cho người khác. Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.